hoàng tử Harry, tấm gương xấu về một người chồng ảo tưởng. Vì một nụ hôn của tình yêu đích thực, chàng quái vật của Bel Air trút bỏ hình hài xấu xí và trở về làm hoàng tử lịch lãm. Còn Harry của xứ sương mù, vì tình yêu mà hóa thành hoàng tử bị ảo tưởng sức mạnh. Cuộc phỏng vấn của công tước và nữ công tước xứ Sussex với gương mặt nổi tiếng trên truyền thông Mỹ, bà Oprah Winfrey, đã được phát sóng tại Mỹ hôm ngày 7 tháng 3. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ, thu hút 17 triệu người xem trên đài CBS, đã tạo ra một cuộc chấn động truyền thông toàn cầu với hàng loạt những thông tin gây sốc, chủ yếu là đấu tố hoàng gia Anh. Có thể thấy, hoàng tử Harry và vợ đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc trò chuyện với mong muốn tìm kiếm sự đồng thuận từ dư luận cho những ồn ào suốt từ khi họ bắt đầu hò hẹn. Cuộc tình của họ, cuộc sống riêng tư của họ, đặc biệt là việc nắm tay Meghan bỏ chạy khỏi lồng son hoàng gia đã khơi nguồn cho việc cuộc tranh luận lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhưng bất luận bạn thuộc phe nào, đừng bao giờ chọn người như Harry làm chồng. Hoàng tử Harry luôn coi mình là nạn nhân. Bất luận đã phát biểu gì trên truyền thông, hoàng tử Harry và vợ mình không bao giờ nhận lỗi. Chàng luôn đóng vai nạn nhân vô cùng hoàn hảo, rằng tất cả những ồn ào xung quanh chàng ấy là do khách quan, do người khác mang lại, chứ không phải lỗi của chàng. Vào tháng trước, hoàng tử Harry đã nói với người dẫn chương trình Jess Corden rằng chính những trải nghiệm trước đây đã khiến chàng đi đến quyết định rời bỏ hoàng gia. Chàng kiện 4 tờ báo tại Anh đã xâm phạm quá sâu vào đời tư, đã hủy hoại tinh thần của mình. Còn công nương Meghan thì liên tục than vãn rằng cuộc sống trong hoàng gia Anh thật cô đơn, trống vắng, thiếu sự hỗ trợ, bị kỳ thị vì là người da màu, dẫn đến ý muốn tự tử. Một trong những cáo buộc nặng nề nhất được nêu ra trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey là việc gia đình hoàng tộc đã bàn tán rằng con của Meghan và Harry sẽ có nước da sẫm tới mức nào. Harry nhấn mạnh rằng chàng cảm thấy bị tổn thương khi gia đình không bao giờ nói chuyện thẳng thắn về màu da thuộc địa trên các dòng tin chính. Các bài tường thuật trên truyền thông ngầm ý rằng vợ và con trai mình không được tôn trọng ngang hàng với các thành viên hoàng gia khác. Vì hoàng tử Harry coi mình là nạn nhân đã từng có tiền lệ, nếu không muốn nói thẳng là một trong những chiêu bài quen thuộc mà chàng sử dụng. Trước và sau khi kết hôn, hoàng tử liên tục nhắc về người mẹ đã khuất, về sự ngột ngạt của bà trong cuộc sống hoàng gia, cũng như nỗi đau mất mẹ và việc phải đứng sau linh cữu mẹ trước ánh mắt của hàng triệu người. Tên của công nương Diana xuất hiện nhiều lần trong suốt cuộc phỏng vấn mới nhất, với hàm ý sự so sánh giữa nét tương đồng trong trải nghiệm của họ khi trở thành thành viên hoàng gia. Một người đàn ông luôn đổ lỗi, luôn coi mình là nạn nhân của cuộc đời, có phải là một người chồng bạn muốn dựa vào bờ vai? Ảo tưởng không làm mà có ăn, từ tiền thuế của người dân Anh. Theo một cựu cảnh sát hoàng gia cao cấp, vợ chồng hoàng tử Harry đã quá ảo tưởng về việc được hoàng gia bảo vệ sau khi rời khỏi gia đình. Để chi trả cho đội ngũ an ninh, nhân dân sẽ phải nộp thuế khoảng 5,5 triệu USD. Suy nghĩ đó cho thấy họ thật ngây thơ và chỉ thích được hưởng đặc quyền. Ông Di Davies, người đứng đầu đơn vị bảo vệ Vương quốc Anh, nói với Daily Mail, thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng họ và con họ sẽ được bảo vệ. Hoàng tử Harry và Meghan Markle phàn nàn trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey rằng hoàng gia không đảm bảo an ninh cho họ, khiến họ phải vội vã chuyển từ Canada đến California sau khi Tyler Perry đề nghị cung cấp đội ngũ bảo vệ đi kèm dinh thự, sẽ bán cho cặp đôi. Sự thật là khi gia đình Harry rời khỏi hoàng gia, họ cũng đã từ bỏ quyền được bảo vệ từ các sĩ quan Anh quốc. Hơn nữa, chính hai người đã nói muốn được độc lập tài chính. Meghan, Harry đi đến đâu cũng gây căng thẳng ngoại giao đến đó. Bắt nguồn với người Canada, họ không muốn đóng thuế hàng triệu USD để bảo vệ một cặp vợ chồng hoàng gia nước Anh. Sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng kiên quyết thông báo Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ khi nhà Harry chuyển đến California. Giờ thì, với tiếng vang của một người hoàng gia lưu lạc, Harry và Meghan đã thỏa thuận với Netflix và Spotify để thực hiện các show và các chương trình podcast nhằm trả chi phí an ninh. Bỏ qua các yếu tố tuổi tác, hoàng tử liệu có thực sự là một người đàn ông trưởng thành và độc lập hay chỉ là một chàng trai hờn dỗi gia đình vì không được chu cấp? Và cách nhanh nhất để kiếm tiền ấy là bán những câu chuyện và hào quang còn sót lại của gia đình hoàng gia. Bỏ lại cả gia đình để đi theo một người phụ nữ. Sau khi kết hôn, hoàng tử Harry luôn thể hiện mình là một người đàn ông của gia đình, một người chồng yêu thương hết lòng bảo vệ vợ, một người cha tìm kiếm cho con mình môi trường tốt nhất để lớn lên. Trong những bức ảnh công khai, luôn nắm tay vợ, là bờ vai vững chãi bảo vệ vợ con. Chàng công khai ca tụng vợ khi đã sinh Archie một cách an toàn trong khoảng thời gian quá tàn nhẫn và tồi tệ. Chàng khẳng định, chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm. Chắc Harry chưa quên, trước khi Meghan bước vào cuộc đời mình, chàng từng sa ngã, từng nổi loạn, từng là hoàng tử tài tiếng nhất hoàng gia Anh với tuổi trẻ gắn liền với những hộp đêm và cả chất kích thích. Gia đình đỡ bên Harry những năm tháng đó, nữ hoàng gửi chàng vào quân đội và hoàng tử Harry xuất ngũ với hình ảnh chín chắn, mạnh mẽ, bước qua những nông nổi năm xưa. Và rồi cũng là chàng sẵn sàng nã pháo vào gia đình mình để bảo vệ vợ con. Trong cuộc chiến, Harry đã chọn hẳn một phe, chàng ngã hẳn vào vòng tay của vợ, thay vì hàn gắn, thu hẹp khoảng cách thế giới của tham vọng và hào nhoáng, Meghan và thế giới của khu phép, hoàng gia.
Kể cả những gì Harry nói từ góc nhìn của chàng có 1000% sự thật, thì Meghan và những cô gái say đắm ngôn tình cũng đừng coi đó là hạnh phúc. Một người đàn ông quay lưng với gia đình đã bảo bọc mình qua bao nhiêu biến cố. Một người đàn ông bỏ chạy trước áp lực thay vì tìm cách đối diện và giải quyết. Một người đàn ông như thế không thể là một người chồng đáng mơ ước, nếu không muốn nói thẳng là kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm và phản trắc. Hoàng tử hai mặt, muốn bình yên nhưng lại tự tay tạo sóng gió. Theo những lời can ruột của Harry, sự hiện diện của em bé thứ hai chính là lý do khiến anh chàng mạnh mẽ đưa ra quyết định từ bỏ danh hiệu hoàng gia sau một năm suy nghĩ. Là thành viên của hoàng gia Anh, đồng nghĩa việc họ không thể tự do tuyệt đối, họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi hành động, cử chỉ, một cái nhíu mày, một chiếc mũ của họ đều sẽ nằm trong tầm ngắm của giới truyền thông. Và Harry cứng cỏi tuyên bố, mọi người cũng đã nhìn thấy, hoàng gia thực sự quá khắc nghiệt. Truyền thông Anh đang hủy hoại sức khỏe tinh thần của gia đình tôi. Đây chính là chất độc. Và tôi chỉ đang làm điều mà mọi người cha sẽ làm. Tôi cần đưa gia đình mình rời khỏi nơi này. Bởi lẽ anh mong đứa con bé nhỏ sắp chào đời sẽ có một môi trường tự do để lớn lên. Sau khi tuyên bố rời khỏi hoàng gia, chuyển đến Canada sinh sống một thời gian ngắn rồi dừng chân tại Mỹ, gia đình hoàng tử Harry ngày càng cởi mở với truyền thông nước ngoài. Harry tự nguyện đưa câu chuyện của mình lên sóng truyền hình Mỹ cùng với vợ và cô con gái còn trong bụng. Chàng trả lời phỏng vấn, chia sẻ những vấn đề riêng tư chỉ ngay sau công bố rời khỏi hoàng gia. Chàng cùng vợ mình sẽ làm show độc quyền trên Netflix và bản tự truyện về những năm tháng ngột ngạt của cuộc đời. Chàng khiến giới truyền thông thế giới điên đảo và không thể tập trung vào mình. Harry và Meghan đều đưa ra lý do rời khỏi hoàng gia bởi những áp lực dư luận. Thế nhưng hiện tại, họ đang tạo sóng gió dư luận về phía mình. Bình yên, theo định nghĩa của Harry, thú vị thật. Và giờ thì, với mọi lý do có thể đưa ra, không thể chọn một người như Harry làm chồng. Nếu cô gái nào vẫn ôm mộng lấy được hoàng tử, thì hãy nhớ rằng, chàng là hoàng tử bị trúng lời nguyền. Nhưng khác với các hoàng tử trong cổ tích, luôn muốn tìm cách thoát ra, Harry có lẽ muốn mộng du trong trạng thái ấy. Với danh xưng là hoàng tử, chàng mới cưới được Meghan hoặc ai đó muốn biến mình thành công chúa. Chứ là người thường, với những nét tính cách độc đáo thế kia, Harry ấy chắc.